sao nè. Đây, D nè. Đó là x bình trừ 10 m x cộng 9 m bằng bằng 0. Tìm m để phương trình có m để phương trình có hai nghiệm phân phân biệt thỏa mãn x 1 trừ 9 x 2 bằng bằng 0. Được chưa? Bằng bằng 0. Thì bài này quá dễ đúng không ạ? Thì các bạn xác định A nè, B nè và C. A bằng bằng 1, B bằng trừ 10 m, C bằng 9 m. Thì ở đây bài này các bạn có thể tính delta phẩy hoặc là delta, nhưng do vấn đề ở chỗ đây là cái bài này nó quá đơn giản đi nên là sẽ tính delta bằng B bình trừ 4A AC. Vậy là B nè trừ m tất cả bình, được chưa ạ? Trừ 4 nhân A nhân nhân C, được chưa ạ? Cố gắng các bạn phải lấy tay các bạn chỉ vào để cho nó viết đừng bị sai nha. Bình phương mất dấu trừ ra 100 m bình trừ cho bao nhiêu ạ? Trừ cho 36 m, được chưa? Sau đó các bạn lập luận nè, để phương trình có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi delta lớn hơn không. Vậy cho delta nè thì tương đương 100 m bình trừ 36 m lớn hơn không, và các bạn xác định đây là A nè, đây là B nè và C của mình không có, chính là số số 0. Rồi, đây được gọi là bất phương trình bậc 2 nha. Các bạn bấm nè. On mode xuống 1. Được chưa? Bất phương trình bậc 2 nè, số 1. Sau đó kiếm dấu lớn hơn nè, số 1. Sau đó các bạn nhập A vào 100, nhập vào trừ 36, C không có là không, nhập vào bằng bằng thì mình sẽ ra gì ạ? M của mình vậy tương đương M sẽ nhỏ hơn mấy à? Nhỏ hơn không, hoặc M dấu phẩy này thay cho từ hoặc nha, M lớn hơn 9 phần 20, 20 mấy à? Các bạn xem kỹ 20 mấy à? 20, 25. Ok chưa? Và các bạn kết luận giúp đỡ. Vậy ok chưa ạ? Vậy kết luận. Sau đó để tính được cái biểu thức này các bạn nhớ ngay, đó là hệ thức vi VS, hệ thức vi VS. Thì nhớ giúp đỡ nè. Nhớ công thức nha mọi người, đó là S bằng x1 cộng x2 bằng trừ B chia A bằng trừ B nè chia cho A là trừ trừ thành cộng nè. 10 m chia 1 ra 10 m. B nè bằng x1 nhân x2 bằng c chia a. C đâu ạ? C đây nè, chia a nè là 9 m. Sau đó các bạn viết lại cái biểu thức này, x1 trừ 9 x2 bằng bằng 0, và ta kết hợp luôn cái tổng này, đó là x1 cộng x2 bằng 10 m. Ở đây các bạn ra quay về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có chứa tham số m. Các bạn có nhiều cách giải. Cách giải thứ nhất là các bạn dùng phương pháp thế nha. Mình chuyển thằng này qua đây. Giờ là x1 bằng 9x2. x1 cộng x2 bằng 10m. Sau đó cái chỗ nào x1 các bạn thay vào bằng 9m. Vậy tương đương nè. x1 bằng 9, xin lỗi, 9x2, xin lỗi mọi người nha. Thay x1 bằng 9x2 cộng x2 bằng 10m. Tương tự như vậy ta sẽ có được x1 bằng 9x2. Hàng này là 10 nè, đúng không ạ? 10x2 chuyển 10 qua, vậy là 10m chia cho 10, 10m chia cho 10 ra m. Tiếp tục thế x2 vào đây, mình sẽ có x1 bằng 9 nhân m và x2 bằng m. Có x1, x2 rồi thì các bạn chỉ cần thế vào B, x1 nhân x2 bằng 9m. Vậy tương đương x1 đâu ạ? À? Thế vào x2 đâu? Thế vào 9m nhân m bằng 9m. Sau đó chuyển vế đổi, đổi dấu 9m nhân m trừ 9m. Xem coi hai thằng này có chung gì à? Đó là 9m mang ra, còn lại là m trừ 1. Nhớ mang hết còn lại số 1 nha mọi người. Vậy mình sẽ có dạng gì à? Dạng tích nè, 9m bằng 0 hoặc
m trừ 1 bằng bằng 0. Vậy m bằng nhân chuyển qua thằng chia nè, m bằng bằng 1. Sau đó các bạn kiểm tra xem coi có thỏa mãn chỗ này không ạ? À? M nhỏ hơn 0 không ạ? À? Nhỏ hơn 0 không ạ? À? Đây nhỏ hơn 0 vậy cái này loại. M phải lớn hơn 9/25 không ạ? À? 1 có lớn hơn 9/25 không ạ? À? Có, nhận vậy kết luận vậy. M bằng bằng 1, thỏa mãn để đề bài. Ok mọi người thấy hay hãy like, share, chia sẻ, tag bạn bè và để giúp lợi trong quá trình hướng dẫn của chỗ nào. Chỗ nào bị sai, chỗ nào bị thiếu các bạn cố gắng comment giúp lợi để là khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.